anh tên Thắng, là một nhân viên kỹ thuật của một công ty nước ngoài. Vì là một công ty nước ngoài nên tiếng Anh là một trong những yêu cầu tất nhiên là bắt buộc của công ty. Qua mất nhiều năm cố gắng cải thiện bản thân mình bằng rất nhiều phương pháp khác nhau, học trên mạng, thậm chí đi đến các trung tâm, nhưng đều không cải thiện được kỹ năng nghe và nói. Thật ra trong công việc của anh thì tiếng Anh sử dụng gần như là thường xuyên, tại vì anh cũng sẽ phải tương tác với khách hàng, có những trường hợp mà không thể hỗ trợ được thì sẽ gọi trực tiếp sang bên công ty mẹ, bên anh là bên Đức. Cách đây khoảng như 3 tuần về trước ấy, anh nhận được một email của sếp của anh, Big Boss bên kia. Anh email anh nói rằng là bài báo cáo gần đây nhất của anh ấy rất là xuất sắc về cách sử dụng tiếng Anh, rất là rõ ràng, rất rành mạch và rất ok. Chắc là nó rất tệ. Anh cũng tự tìm rất nhiều phương pháp học hoặc là tự mua sách này, thậm chí cũng đăng ký học một vài trung tâm nhỏ nhỏ, nhưng mà đa phần thì nó cũng không đến đâu cả. Trung tâm tiếng Anh dành cho người đi làm, một trung tâm rất nổi tiếng, và trung tâm này khi anh phỏng vấn á, để test đầu vào, đại loại như test đầu vào, thì họ có đánh giá anh là cần phải theo lộ trình để lên được cái B1, nhưng trong cái lộ trình đấy sẽ phải học cái lớp phát âm trong vòng 6 tuần. Vì thời điểm đấy là khi họ test thì khả năng nói của anh phát âm rất tệ, đại loại tệ, và cái khóa học đấy là hình như 27 triệu thì phải. Và anh nói với họ là để anh về kiểm tra lại bằng cách tự học, anh quay lại anh sẽ test lại một lần nữa. Thì may quá lúc đấy thì công ty anh ấy có nói rằng là sẽ tặng cho mỗi nhân viên một cái hoạt động, cái app để học tiếng Anh. Anh chưa từng nghe ELSA là cái gì cả ấy. Thì công ty anh cũng cấp cho mỗi nhân viên một tài khoản để có thể đăng nhập vào ELSA. Và khi tiếp đầu vào ấy, anh thử đọc và thực sự anh hơi sốc. Khi anh đọc thử cái đoạn hội thoại để đánh giá kỹ năng ấy, anh nhớ lúc ấy chỉ khoảng 60-62% ấy. Và sau đó anh nhìn thấy ELSA giống như một cái gì đó, như một thước đo ấy. Và ngày nào anh cũng chụp ảnh anh gửi. Có xu hướng khi người ta càng học, người ta càng vào á, thì người ta không muốn dừng lại, bởi vì lòng tham của con người nó không có giới hạn đâu. Đặc biệt là đọc ELSA này nghiện lắm. Chỉ cần qua được 1 tháng đầu, 2 tháng đầu, duy trì một cách đều đặn thôi, mỗi ngày dành được khoảng 30 phút đến 1 tiếng, nó thành một thói quen, nó không khó bỏ. ELSA có những cái hay, rất hay. Có lẽ vì ELSA luôn cho người học một cách lựa chọn làm sao mà phù hợp với mình nhất. Tiếp cận ELSA ấy, là công ty anh ấy có một cách để thúc đẩy nhân viên với nhau ấy, đó là mang một cái bảng xếp hạng. Và đúng rồi, sếp lúc trước anh là một người nước ngoài, anh ấy nói rằng là hãy đánh bại anh ấy. Và anh ấy, thật ra với người nước ngoài thì anh đọc nhẹ, anh đọc khoảng 92-93 là chuyện rất dễ. Ngày xưa thì khi anh đọc một đoạn ELSA và đối thoại, anh phải mất rất nhiều, có thể lắng hơi này, lắng từ này, quan sát rất kỹ này, lắng nghe rất kỹ này, cái bài mẫu này. Còn bây giờ thì anh cảm giác như anh nói như tự nhiên. Trong anh thấy trong ELSA có một cái điểm rất hay, đó là có bộ bài học của các bạn học viên khác. Có những bạn khác bạn sẽ bốt lên những cái bài rất khó. Và hôm trước anh thử đọc từ những bài khó của các bạn đấy. Nó có các mục của ELSA giống như kiểu IELTS hoặc TOEFL, TOEIC hoặc theo chủ đề riêng ấy, ở trong bộ bài học ấy. Đó, có bộ bài học của các học viên khác. Và anh cố gắng là học cái gì khó nhất ELSA để đọc được chuẩn ELSA. Anh thấy là một cũng giống như là một người thầy nghiêm khắc ấy, không phải đơn giản đâu. Con gái của anh cũng thấy anh đọc, bạn cũng đã bắt đọc thử. Bạn ấy còn nhỏ thôi nhưng bạn chỉ đọc được những từ đơn lẻ thôi. Nhưng bạn rất phấn khích khi biểu tượng màu xanh nó nhảy lên. Bạn biết là sang nhấn và là chưa được đọc thử rồi đấy. Và anh thế. Mà nhà anh từ bao giờ nhà anh mọi người đều rất thích đọc. Đơn giản là nếu một trò chơi game trong gia đình thôi. Nó khiến cho không khí trong gia đình nó nhộn nhịp hơn. Đầu tiên ấy có một loại học thoại của ELSA ngắn tút 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 đây thôi. Nhắn rất ngắn luôn, anh mới không tìm nổi luôn. Mà anh đọc thế nào, đọc tít đọc lại mà nó cũng chỉ còn 70%. Thế là bắt đầu anh cố đọc, cào lên, to lên. Trong đó anh lên mạng, anh search Google, bí quyết của ca sĩ giữ được giọng. Thế nào, người kia là đầu tiên là uống nước lọc, người kia đầu tiên là danh mục đầu tiên là uống đủ nước này 2 lít mỗi ngày này. Anh bảo tốt rồi, ngày mai mình cứ phải mang một cái bình nước đo đủ 2 lít uống. Thì do là cái thời gian đó tiếng Anh của kỹ sư, mấy anh kỹ sư bên Thả thì cũng không được tốt lắm. Và bằng cách nào đó thì anh Gia Thi ảnh tìm ra được, anh tiếp cận được cái phần mềm ELSA này. Và ảnh cũng nói với message trên là muốn mua cái phần mềm này để mọi người trong công ty có thể học, đặc biệt là team kỹ sư, để nâng cao cái vốn tiếng Anh, cái khả năng phát âm tiếng Anh của mình. Cái chương trình này sẽ apply trước ở Việt Nam. Nếu mà ở Việt Nam mọi người học ok, mọi người có tiến bộ, thì những nước khác như là Indo hoặc là Philippines hay Malaysia gì đó, họ cũng sẽ apply chung một cái app này để nâng cao khả năng tiếng Anh của các anh kỹ sư.
mọi người sẽ tương tác trên Zalo, rồi lâu lâu thì cũng cùng với team Elsa tổ chức workshop cho mọi người, là một cái phần thưởng khuyến khích nếu như mọi người học tốt hoặc là học chăm chỉ trên Elsa.